Hello mọi người, tôi là anh vợ nhỏ bồ cạp. À hello, hôm nay lại là cùng video đây. Các bạn nhớ like một xe cùng trường báo like một xe của mình nha. Hôm nay có con trùng mà nó giống nọc rọc bò ngựa, giống như cái con bò chứa. Mình cho các bạn coi á. Các bạn còn nhớ con này không? Các bạn chưa từng thấy đâu nha. Nhưng mà con này có giống nọc độc kinh khủng, cũng hơi giống cũng hơi nọc độc, cũng hơi giống bò ngựa. Bò ngựa thì giết sáng, có cái càm thì làm được bò ngựa, nhưng mà thực ra là bò ngựa lại bốn chân, nhưng mà thực ra lại có kỳ lạ luôn á. Mình đã biết tên nó rồi, mà mình bây giờ mà cho các bạn coi là các bạn nó không muốn dí luôn. Chính là con này, con bồ cạp. Con bồ cạp đó là bố mình bắt, tại vì tối qua nó có hai con mà có một con nó chết rồi nên bố bắt được con bồ cạp đá. Nếu các bạn thấy con màu đen thì là đá, có nhiều loại con lắm mà thích chưa biết. Chắc cái bồ cạp lửa và bồ cạp đất với lại bồ cạp vùi. Tôi chưa biết nhiều loại bồ cạp đó. Bồ cạp có thể sống nơi nóng nực như sa mạc đó. Bồ cạp dùng cái đuôi nọc độc này.